a remarkable moment for an MBA Vietnam. Make Amway Vietnam business a top business in the world. Giúp Amway 15 năm kế tiếp phát triển lên một chặng đường mới. Thực sự là đây là một cái diện mạo rất là mới và rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Đây là một cái center đẳng cấp quốc tế. Thì em rất là khao khát khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh mới là demo thôi ạ. Nhưng đến đây thì thật sự là nhìn thấy tận mắt luôn, cảm thấy trong mình là tràn đầy sức sống. Nhà phân phối cũng giống như là khách hàng á, thì muốn có một cái trung tâm trải nghiệm rất là tuyệt vời để cho khách hàng của mình dẫn đến á, là họ có cái nhìn rất là chân thật. Giúp ích rất là nhiều cho các nhà phân phối để quảng bá các sản phẩm đến với người tiêu dùng. Cái khu vực mà mình cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là cái khu vực mua hàng và trải nghiệm. Tất cả những cái quầy á, mà quầy công với lại quầy tính tiền á, là chị rất ấn tượng. Tại vì nó cái công năng của nó sẽ sử dụng rất là tốt. Bản thân Yến là một người rất là thích làm đẹp, cho nên là cái khu vực mà Artistry sẽ là một cái khu vực Yến rất là ấn tượng. Khu vực nào mình cũng rất là thích. Mình cũng đi rất là nhiều những cái trung tâm rồi, nhưng mà khi mà bước vào trung tâm của Amway thì luôn luôn cảm thấy được một cái không khí rất là hào hứng, rất là náo nhiệt. Tức là cái cảm nhận mà mình mang về đây để mình lấy cảm hứng, mình lấy cái năng lượng để về truyền cho đội nhóm của mình ở quê nhà ấy. Khi mà Amway Center xuất hiện thì cái việc kinh doanh trở nên rất là đơn giản. Mình rất là tự tin về một cái công ty mà có thể đầu tư được một cái nơi như vậy. Nhưng mà món của Amway Center Yến cảm thấy là ba từ: đỉnh, xuất sắc và đẳng cấp. Sang trọng, đẳng cấp và trẻ trung. Hiện đại, tinh tế và thanh lịch ạ. Quá lớn, quá đẹp. Đẳng cấp, tuyệt đỉnh. Thu hút được rất là nhiều những cái sự chú ý, cũng như là nâng tầm đẳng cấp của Amway. Và chắc chắn là Amway trong thời gian sắp tới sẽ bước lên một cái tầm cao mới, và Việt Nam của chúng ta sẽ là một trong những thị trường phát triển nhất trên thế giới.